Xin chào tất cả các bạn, đây là đỉnh núi Chí Thần. Đây là vé đi lên đỉnh núi và đây là chi phí 12 người 931 franc. Cái đỉnh núi rất là nổi tiếng, chút xíu nữa thì sẽ quay cho mọi người thấy cái vẻ đẹp và hùng vĩ của cái đỉnh núi này. Mùa hè có tuyết chỉ có ở Thụy Sĩ thôi. Lạnh lắm nhưng mà thích lắm cả nhà. Hấp dẫn cực kỳ. Fun.